Chào quý vị và bạn trở lại với channel Hùng xe hơi. Tháng 10 rồi. Thời điểm này thì với những cái đầu xe lắp ráp trong nước như em đã nói trong những video gần đây thì chúng ta còn tháng 10 và tháng 11 thì cái giá xe có thể nói là sẽ được khuyến mại nhiều nhất và hợp lý nhất để cho quý anh chị mua xe trong năm nay. Tháng 12 thì với đầu xe lắp ráp trong nước thì chúng ta sẽ sản xuất ít đi để không bị tồn kho sang năm tiếp theo à uh, for ranger uh, XLS một cầu số sàn và số tự động. Uh, tháng này thì uh, khuyến mại sẽ co lại một chút uh, so với tháng trước nhé Chúng ta sẽ co về khoảng 5 đến 10 triệu đồng. Uh, tháng trước thì uh, đâu đó khuyến mại có thể dao động tổng giá trị vào khoảng 40 50 triệu đồng. Thì uh, tháng này với cái mức giảm dao động vào khoảng 25 đến 30 triệu tiền mặt và chỉ tặng kèm theo đó là một lót thùng cao su uh, tùy đại lý nhé tùy đại lý tùy màu xe và mức giảm tiền mặt thì chỉ áp dụng cho những xe xls lắp ráp trong nước à, một cầu số sàn hay số tự động thì chúng ta đều có mức khuyến mại vào khoảng 30 triệu à, với những xe nhập khẩu nguyên chiếc à, màu đen hay màu vàng nâu vàng cát thời điểm trước thì à, hiện nay đa phần đều bán nguyên giá và thật sự là cái lượng xe cũng không còn nhiều đâu chi phí lăn bánh với hai mẫu xe này thì à, với những quý khách hàng ở tỉnh chúng ta sẽ lăn bánh lao động vào khoảng 660 đến 670 triệu với phiên bản số tự động và ở hà nội chúng ta sẽ giao động vào khoảng tầm uh, gần truy sát 700 nhá uh, phiên bản số sàn thì uh, với khách hàng ở tỉnh địa phương thuế má uh, trừ khuyến mại thì chúng ta lăn bánh vào khoảng 640 đến khoảng 650 triệu đồng Uh, chi phí trả góp tối thiểu uh, chúng ta sẽ chuẩn bị giao động vào khoảng 200 đến 250 triệu đồng đó là một mức uh, trả góp hợp lý. Uh, hàng chúng ta vay vào khoảng 300 đến 400 triệu và hàng tháng trả lao động vào khoảng 8 triệu đến 9 triệu cả gốc cả lãi và giảm dần theo thời gian nhé. Uh, phiên bản hai cầu XLT thì uh, sẽ có mức khuyến mại tốt hơn uh, giao động vào khoảng 40 triệu tiền mặt và trừ thẳng vào giá bán tức là giá bán chỉ còn khoảng 759 triệu đồng à, em xin lỗi 749 triệu đồng 759 triệu đồng và mức giá lăn bánh mà chỉ hơn 800 một chút thôi so với white check thì nó cũng rẻ hơn khá là nhiều uh, White check thì chúng ta sẽ co lại uh, 5 triệu so với thời điểm trước uh, thời điểm trước thì chúng ta ưu đãi lên khoảng 70 triệu tiền mặt trừ giá bán thì uh, tháng nay chúng ta giảm vào còn khoảng 60-65 triệu nhé cái phụ kiện kèm theo hay lắp uh, thêm thì uh, tùy vào từng thời điểm và màu xe đại lý quý anh chị lấy thì uh, để có tốt nhất thì mình vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline là đính kèm ở trên màn hình uh, giá xe cũng sẽ thay đổi liên tục theo uh, lượng xe tồn đó thì uh, bán chủ yếu và sẵn xe thì chúng ta đang có đầu xe như là XLS hay Y check Uh, hai cầu thì XL hay XLT thì thật sự là cái lượng xe cũng không có quá nhiều và chúng ta thường phải chờ. Rồi uh, trả góp như nào, quý uh, anh chị ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương uh, đang có nhu cầu tìm mua xe, xem xe trực tiếp và hạn chế đi lại thì uh, mình có thể xem xe ở đại lý Bắc Ninh nhé. Uh, chỉ là văn phòng thôi. Tuy nhiên thì cái lượng xe giao chờ cũng khá là sẵn và đủ phiên bản cho anh chị xem. Ok, xin uh, Chào và tiếp tục cập nhật cho những anh chị đang quan tâm vào những video tiếp theo. Nếu video hay và bổ ích thì vui lòng cho em một like, share, một subscribe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.